Hiện nay các công ty nhà máy tại khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn đang duy trì hoạt động hiệu quả. Điều này cho thấy công tác chủ động phòng chống và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh của mỗi doanh nghiệp, ghi nhận tại cụm công nghiệp Gia Vân, huyện Gia Viễn. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch COVID-19, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh được các công ty triển khai tích cực. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Gorio Việt Nam, cảnh quan môi trường sạch đẹp. Trước khi vào khu vực sản xuất, công nhân đều đảm bảo an toàn và được yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu khi làm việc, ăn uống. Việc khử khuẩn được thực hiện thường xuyên. Qua hoạt động của tổ an toàn COVID tại đây, đã có 5 công nhân thuộc diện từ F1 đến F4 chủ động cách ly tại khu tập trung và tại nhà theo quy định, sau đó mới được đi làm trở lại, đồng thời đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho họ. Điều này cho thấy công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện nghiêm túc, giúp mọi người yên tâm làm việc. Tổ phòng chống COVID luôn cập nhật các phương án về phòng chống COVID và hàng ngày thực hiện cái việc rà soát, kiểm soát cái công tác an toàn COVID tại doanh nghiệp mình, tuyên truyền đến các cái toàn bộ công nhân viên trong công ty thực hiện giãn cách, như là thực hiện giãn cách trong ăn ca. Thì bình thường thì chúng tôi chia là 1 ca ăn, nhưng mà bây giờ thì đã chia thành 5 ca và thực hiện theo hình thức giãn cách, đấy là 2 người ngồi một bàn. Vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục tạo việc làm ổn định cho người lao động, nên tại công ty này, việc giao dịch xuất nhập hàng hóa được thực hiện thường xuyên, trong đó có cả những lô hàng đến từ vùng có dịch. Công tác kiểm tra, kiểm soát được thực hiện nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn cho cả quá trình sản xuất kinh doanh. Đối với công ty chúng tôi, khi mà có xe từ vùng dịch về giao hàng, thì chúng tôi bỏ hàng xuống và sát khuẩn hàng và kiểm tra các cái giấy tờ liên quan về test COVID ở người ở vùng dịch về, thì sau đó mới chuyển hàng vào kho. Các khu cụm công nghiệp là nơi tập trung đông công nhân, người lao động. Đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19 là góp phần bảo vệ sức khỏe cho họ, đồng thời để nhiệm vụ sản xuất kinh doanh không bị đứt gãy, gián đoạn.